Thưa sư, nếu người nhà mất tại bệnh viện thì nên làm lễ tại bệnh viện để gọi vong hồn người mất về nhà, nếu không vong hồn sẽ không thể về được nhà mà lại lang thang, gọi là cô hồn phải không sư? Thời điểm dịch không thể đến bệnh viện thì làm cách nào để đón vong hồn người mất về nhà được à? Và sau khi người mất siêu thoát liền thì việc cúng tre tăng người mất có còn ý nghĩa nữa không thưa sư? Người mất họ sẽ không nhận được hả sư? Sư đưa ra một cái trường hợp như thế này. Hiện tại bây giờ sư giả sử quý vị đang ngồi ở nhà. Đang ngồi ở nhà. Bây giờ quý vị hãy nghĩ đến hình ảnh của bệnh viện. Thì có phải bây giờ ngay lập tức cái tâm của quý vị nó sẽ ngay lập tức có mặt ở bệnh viện không? Cái hình ảnh bệnh viện nó xuất hiện trong tâm của quý vị. Quý vị có cần phải, cái tâm quý vị đó có cần phải chạy ra khỏi cửa, leo lên xe, rồi đi đường đường A, đường B, đường C qua vài trạm kiểm soát rồi mới vào được cái cổng bệnh viện, gửi xe rồi mới đi đến cái phòng bệnh viện, có không? Không có. Mà khi mình nghĩ đến bệnh viện, mình nghĩ đến một cái phòng nào đó ở bệnh viện thì ngay lập tức cái hình ảnh đó nó hiện ngay trong tâm của mình. Sư nói để quý vị biết cái tâm của chúng ta nó nhanh tới như vậy và nó không bị hạn chế. Rồi khi quý vị nghĩ đến cái Mỹ, nghĩ đến Mỹ đi, bất kỳ địa điểm nào ở Mỹ mà quý vị biết thì có phải là ngay khi được nhắc tới tâm của quý vị đó, cái hình ảnh của một cái địa điểm nào ở Mỹ nó xuất hiện ngay trong tâm của quý vị không? Quý vị không cần phải ra khỏi cửa, leo lên xe, mua vé máy bay, ngồi máy bay chờ mười mấy tiếng đồng hồ, rồi mới đến được cái sân bay ở Mỹ, rồi mới đi xe đi đến cái địa điểm quý vị muốn. Không có. Tâm nó rất là nhanh. Tâm rất là nhanh. Quý vị nắm được chuyện này chưa? Tiếp ha. Khi một chúng sanh thân hoại mệnh chung, họ tái sanh ngay lập tức ở một địa điểm khác ngay lập tức. Tức là chúng sanh đó, họ có thể xuất ngay lập tức sanh vào ở trong một cái cống rãnh ở một cái xứ Kuala Lumpur, hoặc là cái xứ châu Phi, hoặc là ở châu Mỹ, hoặc là châu Úc gì đó, ở cống, ở một cái cống ở chỗ đó ngay lập tức, không có thời gian chờ đợi. Hoặc là họ sanh vào ngay lập tức ở trong thai bào người mẹ, ở Ấn, ở Miến, ở Lào, ở Đức, ở Mỹ, mặc dù họ chết ngay tại bệnh viện Việt Nam nha. Khi cái thức tái sanh, cái giây phút cận tử thì ngay lập tức nó là duyên cho cái thức tái sanh xuất hiện, và khi cái thức tái sanh xuất hiện, mình gọi tắt là đi đầu thai đó, xuất hiện ngay lập tức ở nơi khác, ở một cái kiểu chúng sanh khác. Hoặc nếu như mà họ có phước nhiều, họ tái sanh về cõi trời thì ngay lập tức họ xuất hiện ở cõi trời, không cần phải mua vé máy bay, không cần phải cầu cúng cái gì hết. Ngược lại đi địa ngục cũng thế thôi. Giây phút trước vừa mệnh chung thì ngay sát na sau xuất hiện liền ở trong cái chảo địa ngục nha. Không cần phải cái kiểu mà cô hồn đi lang thang này nọ, không có. Chỉ có một chủng loại là nếu như cái người mất họ tái sanh làm ngạ quỷ, mà cái loại ngạ quỷ đó lại ở chung với cõi người thì nó mới có chuyện là các cái hàng ngạ quỷ đó nó đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà đó cũng là họ đã tái sanh rồi nha, tái sanh làm cái loại ngạ quỷ rồi chứ không phải là chưa siêu thoát. Không, không phải.
mà họ sanh vào các cảnh giới sa đọa nha. Cho nên mình nên có cái sự hiểu biết một cách đúng đắn. Cho nên ấy, dù là người nhà mất ở bệnh viện không có làm một cái lễ cầu an cầu siêu gì hết thì bản thân họ cũng đi theo nghiệp. Tôi nhắc lại lần nữa nha. Đừng có để bản thân mình là một người bị dị ứng, dị ứng thuốc. Cái kiểu diễn thuốc thì khó chữa lắm nha, khó chữa lắm nha. Thành ra không có cái chuyện là người mất họ không về nhà được, bởi vì chắc chắn khi mất thì dù họ là ai họ cũng không thể về nhà được. Bởi vì như sư nói, nếu như họ tái sanh làm một cái loài động vật nào đó ở trong cống rãnh, ở một cái xứ cà răng căng tai, thì họ cũng tái sanh ngay lập tức. Nếu họ tái sanh làm ngạ quỷ thì họ cũng tái sanh ngay lập tức. Nếu họ tái sanh vào thai bào họ cũng tái sanh ngay lập tức. Ngay cả nếu như họ tái sanh làm chư thiên họ cũng tái sanh ngay lập tức. Cho nên quý vị không cần phải đón, tại vì họ đã đi chỗ khác rồi, đâu cần, đâu có đón được nữa. Mình bị lỡ chuyến xe rồi, không có đón được nữa đâu. Còn cái việc mà quý vị kệ tăng á thì nó như thế này. Trong một số trường hợp, quý vị đọc cái bài kinh bên ngoài bức tường, sư có trong cái phần kinh tụng, kinh đọc kinh á, trong cái danh sách YouTube của sư, thì có rất nhiều những thân bằng quyến thuộc của mình nha, của mình nhiều đời nhiều kiếp sau khi mất đi tái sanh làm cái hàng ngạ quỷ. Chúng ta tái sanh vô số kiếp rồi, cho nên ấy, thân bằng quyến thuộc của chúng ta có vô số người mẹ, có vô số người cha, có vô số người ông, vô số người bà, có vô số người con. Thì trong vô số kiếp như vậy thì sẽ có một số những người mẹ, người cha, người ông, người bà và người con của mình ấy tái sanh làm cái loài ngạ quỷ. Và khi cái loài ngạ quỷ đó biết mình xuất hiện ở cõi người, bởi vì đương nhiên trước đó mình đi địa ngục, mình đi, đi đâu đó mình không biết, nhưng mà bây giờ họ, ngạ quỷ họ biết thân bằng quyến thuộc xuất hiện ở cõi người, họ rất là mừng và họ sẽ đứng bên ngoài vách tường để họ trông chờ mình làm phước. Chính bởi vì như vậy, khi quý vị làm phước ca tăng, quý vị hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thì những người thân bằng quyến thuộc đã quá vãng đó của quý vị, họ sẽ nhận được phần phước hồi hướng. Còn cái người cụ thể, tức là người cha, người mẹ, người ông, người bà, người anh, người chị, người em, người con, người cháu của quý vị ngay trong cái kiếp này: Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Lê Thị Tèo, Lê Thị Mít, Ổi Xoài, thì mình không biết được họ tái sanh vào đâu. Không biết. Bởi vì chúng ta không có thần thông, chúng ta không biết được họ tái sanh vào đâu. Nhưng mà nếu như cá nhân con người đó họ tái sanh làm cái hoàng ngạo quỷ mà đang đứng trước cửa nhà của mình, chung với một nhóm những người cha, người mẹ, người ông, người bà, người con, người cháu chắc chút chích khác của mình, thì họ sẽ cùng hưởng được cái phước hồi hướng. Cho nên Phật giáo không chỉ hướng đến người thân của mình trong kiếp hiện tại, mà còn nhắc đến chúng ta có vô số những người thân trong kiếp quá khứ. Và trong số đó thì chắc chắn là có những người thân của chúng ta đang phải chịu đau khổ trong cái cảnh giới ngạ quỷ, và họ đang chờ bên ngoài bức tường để chi? Mong chúng ta làm phước hồi hướng phước. Cho nên cái việc chúng ta cúng dường ca tăng hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng đó là điều có lợi ích, chứ không phải là không có lợi ích.
Còn cái người cụ thể như sư nói, chúng ta không có thần thông để biết họ ta sinh vào đâu. À. Nhưng mà chắc chắn là không có cần cái chuyện là mình phải rước vong từ bệnh viện về nhà, chuyện nó không cần đâu.